Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Vương Vlog đây. Các bạn xem video đã cảm thấy yêu thích cái chủ đề săn bắt thì nhớ để lại một like và đăng ký kênh để ủng hộ Vương nhé. Rồi chào anh em luôn nha. Thì bữa nay Vương cũng tới ngày 27 anh em ơi. Nhưng mà bữa nay là Vương sẽ đi cuốn hết cái dàn bẫy này luôn để mình kiếm cái chỗ nào đó mình đặt để mình kiếm nhiều con rắn bự hơn nha anh em. Rồi giờ Dương xuống cái cuốn cái bẫy đầu tiên luôn anh em ơi. Vô cái đầu tiên. Có không? Trời. Nặng rồi anh em ơi. Nó vô cái đầu tiên luôn. Trời ơi trời, con hổ hành quá trời anh em ơi. Ngon. Cái đầu tiên mà có hàng luôn anh em. Bữa nay dính không dính gì Dương cũng cuốn hết. Quá đã anh em ơi. Cái hố hành này nó bóng lưỡng luôn trời. Trời ơi, còn cái hành quá trời ngon anh em ơi. Thấy con này thầy. Dương. Trời ơi, cái hố hành nó bóng quá nè anh em. Cái đầu tiên luôn sướng sướng. À cái này như nó không ăn chuột, nó ốn chuột ra luôn nè. Ốn chuột ra luôn. Lúa mà Dương cho chuột ăn mà lên mọng luôn mới dính á. Ghê hồn không? Trời ơi, con rắn này chắc phải 8-9 lạng anh em. Cái đầu tiên mà vô gì đâu quá ngon à. Còn hổ hành. Còn hổ hành này vô hổ hành nhất anh em ơi, chắc gú luôn. 8-9 lạng gì. Quá trời. Quá sướng anh em ơi. Hết hồn. Con hổ hành này tất cả phân 7-8 lạng vậy anh em, nó bự rồi nè. 8-9 lạng á, chịu lắm to luôn. Đồng Nai mà những con rắn như thế này thì nó rất là hiếm, cực hiếm luôn anh em. Quá đã anh em ơi, sướng tê mình hết. Cái đầu tiên luôn, đầu tiên dính được con luôn. Đây Dương mấy bữa trước mấy chỗ bữa Dương đi làm á, có Dương dính được con hổ ngựa 3 lạng, mình bỏ theo đây si cua lấy hên anh em. Không ngờ nó hên thiệt. Cái đầu tiên mà nó có hàng là sướng sướng rồi nghe anh em. Rồi giờ vô cái thứ hai thôi. Có cái gì không? Chà chà, vô nữa ngày mai anh em ơi. Trời ơi. Ôi trời má ơi. Quá trời con hoành luôn hết rồi. Thôi trời. Bữa nay tình hình này quá trời trúng anh em ơi. Trời. Gì đâu mà bữa nay đi cuốn bẫy mà hai cái hai con hoành bự chà bá trời. Rồi để lát Dương cuốn cái khu vực này 5 cái ra bắt luôn anh em ơi. Quá trời gắn rồi. Vô trời ơi, hổ hành này khoanh nó nè. Quá sướng. Tình hình là bữa nay là có khả năng trúng lớn lắm nghe anh em. Dương mới vô có hai cái đầu tiên mà chỉ được hai con hổ hành khủng rồi. Có gì không? Trời ơi nữa anh em ơi, trời ơi trời. Trời ơi bữa nay ngày gì mà vô mánh anh em ơi, quá trời con hành nữa nè. Quá đã anh em ơi. Con hành này có 3 ống đạn á. Rồi để lát Dương ra xe Dương bắt luôn. Cái bên kia dính mà cái này không dính là nó dở dữ lắm, dở nha. Trời nữa anh em ơi. Quá trời. Tạm như là bữa nay là cái ngày hổ hành nó đi hay sao nè, anh em. Ôi con hành này tất cả 2 lạng à. Rồi ở cái địa điểm này là Dương thăm 4 cái mà nó dính tới 3 con luôn anh em. Bữa nay Dương đi cuốn vàng 7 luôn mà dính ghê hồn luôn. Đây. Đó, con hổ hành này tất cả khoảng 2-3 lạng anh em ơi. Nhưng có con cái này là nó còn chuột luôn mà nó không dính anh em ơi.
Quá sướng anh em ơi. Bên này đi cuốn bẫy mà nó dính thấy ham luôn á. Cái luồng bẫy này là Dương đặt bữa nay nữa là nó một tháng luôn đó anh em. Bữa nay mới Dương mới thấy dính đó. Quá ngon anh em ơi. Con này giỏi lắm, là mới vô hôm mà anh em ơi. Đây, con gắn hồi nãy Dương đầu tiên vô, cái đầu tiên dính đúng nè. Bữa nay có khả năng trúng cao lắm đó. Vô con, quá sướng. Mấy bữa cho hổm gài á, lúc trước Dương đặt á, là cái mùa mưa, ba tuần trước là nó mưa dữ lắm anh em. Mưa mà muốn thúi đất luôn. À, có cái tầng này là nó hơi nắng á. Trời ơi. Con hoành này quá đã luôn anh em. Con hoành này tất cả bạn 6 bài lạng á. Ôi trời, bữa nay tình hình gì là có khả năng trúng cào lắm luôn nha. Quá đã, trời trời trời. Mập nè. Ây da. Trời, nó mập luôn nè anh em ơi. Tuyệt vời. Cái hoa này đỏ. Cái hoa đỏ, con này tất cả phấn. Rồi nhìn nè, anh em nhìn nè thấy không? Cái này là mình gọi là cái như là nó sợ mình té cứt té đái nghe anh em. Vô rồi, bữa nay vô rồi. Trời. Quá đã. Ba tầng thắt rồi cũng phải có một tầng trúng chứ. Con này thì nó nhỏ, con này có lạng mấy, 2 lạng. Quá ok. Con này vô lâu rồi, vô mà bụng sẹp lép luôn nè. Vô mà bụng sẹp lép luôn. Quá đã, tuyệt vời. Năm cái mà nó được 4 con luôn. Ê. Ghê hồn không? Không thể tin được. Dương không tin được luôn. Năm cái rồi mà bao nhiêu gắn rồi nè nghe anh em. Rồi dữ lắm luôn rồi. Này có 2 ký mấy rồi đó. Nhờ vô gắn to to không á. Dương bữa nay đi cuốn cái dàn bẫy này tất phải 22 23 cái á, chừa lại 5 6 cái. Mà 22 23 cái mà mới vô đề ba kiểu này, nếu mà tình hình này á nha. Nếu tình hình này mà còn kéo dài á là bữa nay là trúng đậm luôn á. À. Mấy cái kia dính mà cái này không dính là dở dữ lắm luôn á. Bữa nay khả năng trúng cao rồi. Đây là khó hoành. Biết ngay mà dính nữa anh em ơi. Trời trời trời. Dính nổ dền này tắt lâu dữ lắm lâu rồi anh em ơi. Wow, thấy không? Biết ngay mà. Hô dền này tắt cỡ nửa ký anh em ơi. Con hổ dễ này từng nửa ký gì hả? Nửa ký á. Mà bữa nay tình hình kiểu này là dữ lắm chúng luôn rồi anh em ơi. Quá đã. Chưa có cái gì sướng bằng. Nửa ký anh em ơi. Bảy gắn mà nó dính kiểu này là dữ lắm vui luôn nha anh em. Quá đã. Thở rất là ghê luôn không?
Hồi từng rồi Dương thăm cái luồng bẫy ở từng rồi là chỉ có một cái này là dính thôi nha anh em. Rồi, chiếc tầng này có dính không? Các bạn nó trong bờ tung quá trời. Rồi. Chất vớt luôn rồi anh em ơi. Từng rồi dính gì mà cái chỉ này nó không dính. Đi hình cực kỳ ngon. Cực kỳ ngon. Trời ơi. Ôi ôi. Chích queo luôn à anh em ơi. Bó tay thiệt. Từng lạng gì kẹt đậu chết luôn. Cái địa điểm này là nghe người dân nói là hổ dện to lắm mà Dương đặt neo ở đây coi như là một tháng rồi, chưa dính, chứ này Dương cuốn luôn. Rồi, chết vớt luôn. Trời trời vô trục cấm. Trời trời. Con cái tài thiệt. Bữa nay như gì đồ quá cho chúng rồi, lớp chuột rồi lớp đủ loại gắn hết cho anh em ơi nè. Trời ơi trời. Chuông chuột cống mà ăn chuột mình còn luôn thì là cũng ngon quá ngon rồi. Trời trời con chuột này cống heo quá trời bự luôn. Kê thiệt. Thả nó ra luôn anh em ơi. Còn nó bự nè. Ghê chưa? Chút rồi để ra Dương chút nữa. Mày, tháo mày nhìn chạy kìa. Đã, tiếng chưa? Rồi. Cái bẫy trong đây là Dương đặt là cái như là nó 4 tầng đó mà nó chưa dính con nào. Lần nào Dương cũng quay chân nhưng mà không dính là Dương cắt bỏ, lần này cho em lên sóng luôn. Ồ, chút vớt nữa luôn à. Trời ơi trời, vô cục cống nữa. Ôi trời. Vô cục cống luôn. Chà bá mày chích queo luôn à. Trời ơi trời, cục cống khủng khiếp trời. Quá trời, cục cống luôn. Rồi, toàn bộ cái khu này nha anh em. Thì Dương còn 4 cái là Dương hết bẫy luôn á. Giờ vô Dương thăm vô cái thăm cái đầu tiên nha. Má xa xa thấy chuột còi thinh nè anh em ơi. Tới cái thứ hai anh em ơi. Cái này còn hai cái nữa là Dương hết bẫy luôn. Trời 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 trời. Vô anh em ơi. Trời trời. Bữa nay làm như cái ngày gì chúng không hoành luôn rồi. Trời trời. Hoành quá đá anh em ơi. Hôm nay có 6 lạng nha. Quá sướng. Cây ở đây là toàn là chuối không anh em. Mấy cái mé bờ này mà đặt khổ hành là ngon lắm. Cái 4 cái bẫy này là Dương Dương mới đặt lại thôi, 4 cái này Dương để lại. À, khó bắt chưa ta. Để Dương tạm dừng cái Dương chim cái hôm ra Dương bắt ra anh em ơi. Đó giờ phải chim hôm gì mới bắt được. Con tay khó làm. Hổ hành này 6 lạng anh em mà chắc cú luôn anh em ơi. Dạ, trời trời trời. Bữa nay là đúng ngày hổ hành luôn á. Tuyệt vời luôn. Quá trời đã. 4 cái mà 2 cái dính hết một em rồi. Có người ta thu thúc bên kia kìa.
quá đã luôn. Cái thứ ba anh em ơi, cái này cái nữa hết rồi, đem theo cái lọt xì cua thằng kia của Vũ, nhưng mà nó có dính á hay là nó chết chuột mình thay luôn. Đây đặt bờ tường kế bãi rác luôn. Trời vô anh em ơi, dính nữa, trời ơi trời, quá trời đã rồi. Thôi anh em ơi, ở đây người ta đang chặt chuối á, tâm ra là Dương không có nói chuyện nhiều được, không dám nói chuyện lớn nha. Quá cho chúng mình em ơi, ba bốn cái mà ba con rồi, còn cái cuối cùng nha. Ôi trời, cái Dương đặt lại. Trời ơi, mấy cái lợp này có hôm ta sắp ruột luôn à, đau gan nè. Này nó sắp ruột nè nè, để Dương sửa cái này lại rồi Dương đặt tiếp. Hôm hoàng này ta có ba lạng. Hát thiệt tình trời tức. Cái chuyến bữa nay là như là ngày hôm hoàng nó đi hay sao, còn hóa hành không, nắm cả cắn bự không chứ. Trời ơi, bốn lạng anh em ơi, quá sướng rồi. Bữa nay là một túi luôn rồi. Một túi luôn rồi nè em ơi. Cái bẫy đây là cái cuối cùng luôn nha anh em. Cái bẫy này là Dương hết bẫy luôn rồi đó. Cái bẫy cuối cùng có gì không? Trời ơi, vô anh em ơi. Trời ơi, quá trời đã luôn rồi. Bữa nay cái ngày gì ta? Đây. Dương đặt cái lập school lại. Quá trời đá luôn anh em ơi. Má người ta quá trời người ta luôn rồi. Thôi chú bên đó mà. Cái bẫy này là cũng là cái bẫy cuối cùng luôn rồi anh em ơi. Để Dương cho anh em xem thành quả bữa nay Dương đi thăm bảy gắn coi được nhiêu nha. Bữa nay thật sự bữa nay cắt là trúng luôn anh em. Dương bỏ gắn này vô luôn. Quá trời ngon luôn nha anh em. Bữa nay là thăm hình như là có 20 ha, 20 mấy cái gì đó. Mà nó một túi luôn nè anh em. Túi gắn này tất cả phải 4-5 kg á, mà toàn là hổ hành không à nha. Mấy ngày nay trời nắng á, quá trời trúng luôn rồi. Bữa nay thật sự Dương đi thăm bảy gắn rất là vui luôn á. Ba tầng thất rồi, cũng phải có một tầng trúng chứ, đúng không anh em? Bữa nay như vậy là đã quá trời trúng luôn rồi. Thôi clip Dương cũng dài rồi, cho Dương nói lời tạm biệt và hẹn anh em vào những video kế tiếp nha. Bye.